văn phòng là bộ mặt của công ty cũng là khu vực thường xuyên phải tiếp khách cho nên là phải tìm cách làm sao gây ấn tượng ngay từ đầu mà chưa biết làm sao cho đẹp cho ấn tượng thì tham khảo ngay công trình ngày hôm nay nha hôm nay kim hoa có dịp ghé thăm công trình thi công lát sàn nhựa hèm khóa cho một văn phòng công ty nè văn phòng này trước đây được trải thảm trải thảm thì cũng rất là đẹp và sang đi lại cũng hỏng có gây ra tiếng động nhưng mà do bụi bẩn bám trên giày cũng sẽ bám dính trên thảm trải sàn luôn dẫn đến vấn đề là vệ sinh khó khăn nè tốn nhiều thời gian và công sức nữa mà thảm vào mùa mưa hay bị ẩm ướt dẫn đến tình trạng nấm mốc rồi tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn dễ dàng sinh sôi phát triển nữa chứ chưa kể mỗi lần vệ sinh cũng tốn thời gian cho nên là anh chủ mới quyết định tân trang lại toàn bộ văn phòng bằng sàn nhựa hèm khóa cái màu thì cũng tương tự cái thảm cũ luôn nhưng mà sàn nhựa dễ vệ sinh hơn rất là nhiều và đây cũng đúng là một sự đầu tư chính xác của anh chủ luôn đó ạ à. hiện nay sàn nhựa giả gỗ hèm khóa sbc đang dần trở nên phổ biến đặc biệt hơn là dòng này được lựa chọn lát ở các công trình như là spa nè salon nè phổ biến nhất đó là văn phòng công ty lát sàn nhựa giúp cho tổng thể căn phòng trông sang trọng chuyên nghiệp và đẹp hơn giúp tạo ấn tượng tốt với khách hàng nè Bình thường á, mình đi lại trên sàn gạch hay là sàn đá nghe cái tiếng cọc cọc Còn sàn này á, đi khá là êm chân, giảm tiếng ồn đáng kể luôn ha sẽ mang đến không gian yên tĩnh nè, tăng được độ tập trung trong công việc. Thêm với đặc tính chống trơn trượt, sàn nhựa cũng là sự lựa chọn an toàn và tiện lợi cho văn phòng nữa. Kim Hoa thấy vào những ngày mưa nhiều khi mà văn phòng mà dễ dính nước nè, tình trạng trơn trượt trên sàn đá hoặc là sàn gạch có thể dẫn đến nguy hiểm cho mọi người ha. Đặc biệt là phụ nữ mang thai, còn với cái loại sàn nhựa này, anh chị không có phải lo lắng về tình trạng trơn trượt, đảm bảo an toàn cho mọi người trong văn phòng luôn. Một lý do nữa khiến sàn nhựa hèm khóa được sử dụng phổ biến ở văn phòng đó là nó đa dạng màu sắc và mẫu mã. Điều này giúp anh chị khách hàng dễ dàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp với thiết kế không gian và sở thích của mình. Ngoài ra thì sàn nhựa hèm khóa rất là dễ thi công nha các anh chị. Thi công mình có thể dùng dao rọc giấy nè, cắt các tấm ván sàn theo kích thước mà mình mong muốn, không có phải cưa nên hạn chế được bụi cũng như là tiếng ồn ha. Mà thi công cũng rất là nhanh luôn, mấy anh thợ tranh thủ ngày cuối tuần á, nhân viên không có làm việc để lát à, cho tiện cho mình luôn. Trong một buổi thôi mà các anh thợ đã hoàn thành xong công trình rồi nên không có ảnh hưởng gì đến thời gian làm việc của công ty. À, mà lát sàn cho văn phòng như vậy nếu mà sau này mình có chuyển văn phòng thì vẫn có thể tháo ra đem qua văn phòng mới lắp lại dùng tiếp được luôn nha các anh chị như trong công trình ngày hôm nay á do cắt lát đè lên thảm không có cần xử lý mặt nền à, thợ cứ đến và tiến hành lát sàn thôi nên vô cùng nhanh luôn à mà lát sàn như vậy á, nếu mà lỡ anh chị ngồi văn phòng có uống cà phê hay là trà sữa lỡ làm đổ ra sàn thì cũng dễ dàng lau chùi và vệ sinh luôn ha Kim Hoa cũng có một số lưu ý nhỏ nhỏ đến các anh chị là khi dùng sàn nhựa mình hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp lên sàn nha. Nếu mà để nắng chiếu trực tiếp lâu ngày á sẽ khiến bề mặt bay màu và xuống cấp. Anh chị thấy công trình ngày hôm nay như thế nào ạ? À? Hãy để lại nhận xét ở trong phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn đã theo dõi video tôi là Kim Hoa đến từ Godmod Việt Nam. Godmod vừa tốt lại vừa bền.